Một lần nữa chúng tôi cảnh báo cho toàn thể đồng bào nhân loại được biết, bởi vì thời giờ quá cận kề rồi, thành ra chúng ta không còn nhiều thời giờ đâu. Một lần nữa, đây là hình ảnh nói về động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ xảy ra ở tại miền Đông Bắc Á Châu, tức là Nga, Xô, Tàu Cộng, Bắc Hàn, rồi Nam Hàn, cũng như ở tại Nhật Bản, sẽ xảy ra động đất kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và đây là hình ảnh màu gốc, đây là hình làm đậm hơn. Và sự việc này khi xảy ra sẽ ảnh hưởng tới miền Tây Bắc Mỹ Châu. Một lần nữa, đồng bào nhớ mau mắn vào trang website facegodjesuschrist.com xem xét và học hỏi gấp, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. Hãy mau mắn vào trang website học hỏi gấp và mau mắn phụ giúp tôi thông báo những sấm lệnh này, những cảnh báo vô cùng quan trọng này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt.